Trải qua 36 trận đấu ở vòng bảng, đã có tổng cộng 69 bàn thắng được ghi, bình quân 1,92 bàn một trận. Đây chính là hiệu suất thấp nhất ở vòng bảng các kỳ Euro kể từ năm 1992, là 1,75 bàn một trận. Tổng cộng đã có 1.650.920 khán giả đến sân xem 36 trận đấu vừa qua, bình quân là 45.859 khán giả một trận. Xứ Wales và Hungary là hai đội tuyển ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Euro 2016, tổng cộng là 6 bàn. Trong khi đó, Ukraine là đội tuyển duy nhất thua cả 3 trận tại vòng bảng Euro 2016 và không ghi được bàn thắng nào. Với 3 bàn thắng ghi được, tiền vệ Gareth Bale, xứ Wales và tiền đạo Alvaro Morata, Tây Ban Nha đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau vòng bảng. Ronaldo đã có 17 trận ra sân tại 4 vòng chung kết Euro, trở thành cầu thủ có nhiều trận ra sân tại đấu trường Euro nhất trong lịch sử. Đồng thời, Ronaldo cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 4 kỳ Euro khác nhau, bắt đầu từ Euro năm 2004. Ở tuổi 40, thủ môn Kirali của Hungary là cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân trong lịch sử của Euro.